Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Thưa quý vị khán giả, Ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Mark Knapper đã có chuyến thăm tới Điện Biên Phủ. Chuyến thăm này được diễn ra vào ngày 6 tháng 5, tức trước ngày Việt Nam trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng. Chúng ta không hiểu vì lý do gì Ngài Đại sứ Mỹ không tham dự lễ kỷ niệm ngày quân Pháp thất bại, trong khi ông Bộ trưởng Quân đội Pháp đã tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa này. Chỉ có hai lý do để lý giải. Thứ nhất, không được Việt Nam mời. Thứ hai, Ngài Đại sứ tránh đến một nơi mà ở đó đã gọi là sự thất bại không những của Pháp mà cả của Mỹ. Và như chúng ta được biết, không có tiền viện trợ, không có sự cố vấn về kỹ thuật, Pháp không có khả năng, không đủ năng lực để xây dựng cứ điểm Điện Biên Phủ. Tất cả chi phí chiến tranh khi Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai đều do Mỹ chi trả. Cả Pháp Mỹ đã tin tưởng tuyệt đối lòng trào Điện Biên Phủ sẽ là nơi tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sự tin tưởng chủ quan không đánh giá đúng khả năng đối phương ở lòng trào Điện Biên Phủ cũng đã được nước Mỹ lặp lại ở trận Điện Biên Phủ trên không 18 năm sau. Trong nội dung video này, VTV sẽ cùng quý vị tìm hiểu một số chi tiết trong kế hoạch giải cứu Điện Biên Phủ. Kế hoạch giải cứu được vạch ra khi lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong trận quyết chiến chỉ thắng không được thua. Và trước khi đi vào nội dung, chúng ta sơ lược mục đích thăm Điện Biên Phủ của Ngài Đại sứ Mỹ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị, là trên trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đăng lời của ông Mark Knapper như sau. Ông nói, ông rất vui khi có cơ hội gặp lại Bí thư tỉnh ủy Điện Biên, Ngài Trần Quốc Cường, để tìm hiểu về tỉnh cũng như về lịch sử phong phú và đa dạng văn hóa của tỉnh. Mục đích được ông chia sẻ là chúng tôi đã và đang hợp tác với tinh thần tăng cường phát triển kinh tế, y tế, giáo dục cũng như phòng chống mua bán người và ma túy, và đã tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng địa phương. Chúng ta rất hoan nghênh điều này, thưa quý vị. Chỉ có điều, Ngài Đại sứ không nên có ý nghĩ tiếp xúc với những người đã từng kêu gào đòi tham gia đạo thổ tả Dương Văn Mình. Mục đích của tổ chức này là thành lập nhà nước riêng, tách rời với dân tộc Việt Nam. Ủy hội tự do tôn giáo Mỹ vừa có những đòi hỏi Việt Nam phải cho đạo này hoạt động. Và tất nhiên, Việt Nam chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó. Trong quá khứ, vào năm 2016, Ngài Đại sứ Mỹ, khi đó là ông Ted Osip, cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Phó Tổng thống Mỹ, ông Agou, đã tới Điện Biên Phủ. Chuyến thăm này có con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi cùng. Tại đây, Ngài Đại sứ Mỹ đã nói, Việt Nam có một lịch sử rất đáng tự hào. Và việc nhân dân Việt Nam và các nước khác hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam là điều đáng quý. Tôi rất mừng có mặt ở đây và trực tiếp tìm hiểu từ con trai của tướng Giáp. Bởi đó không chỉ là lịch sử của Việt Nam mà còn là của gia đình anh ấy. Cả hai ngài đại sứ đều không có một phát biểu nào liên quan tới việc Mỹ là nhân tố chính, nhân tố quan trọng để cứ điểm Điện Biên Phủ ra đời. Và như đã nêu ở trên, nơi này đánh dấu thất bại không những của Pháp mà còn cả của Mỹ. Chính vì vậy, Mỹ đã lên kế hoạch để giải cứu quân Pháp. Và để tránh cho quân Pháp bị tiêu diệt, bị tóm cổ toàn bộ cả tướng lẫn quân, kế hoạch đã được Mỹ vạch ra. Chi tiết của kế hoạch này đã được tạp chí của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ Mỹ tiết lộ và giải mật. VTV xin tóm tắt sơ lược kế hoạch đó như sau. Trước bối cảnh Pháp chuẩn bị thua đau, không có đường tẩu thoát, Thứ trưởng Quốc phòng Pháp là tướng Ely đã khẩn cấp bay sang cầu cứu Mỹ. Ngay lập tức, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã tổ chức họp khẩn, và trong cuộc họp này, kế hoạch mang tên chiến dịch kền kền đã được vạch ra. Mục đích, mục tiêu của kế hoạch này là giải cứu cho quân Pháp. Hoa Kỳ nói với tướng Ely rằng Mỹ sẽ tiến hành các cuộc không kích chiến thuật để cứu nguy cho lực lượng Pháp, bất chấp phản ứng có thể xảy ra từ phía Trung Quốc. Kế hoạch này của Mỹ được vạch ra hết sức chi tiết, cụ thể.
Mỹ sẽ dùng khoảng 60 máy bay ném bom hạng nặng B-26, khi đó đang ở căn cứ tại Philippines. Các cuộc oanh kích sẽ được tiến hành vào ban đêm, và mỗi đêm Mỹ sẽ dội khoảng 450 tấn bom để phá vỡ vòng vây, phá hủy vũ khí của Việt Minh. Các siêu pháo đài bay B-26 sẽ được hỗ trợ bởi 150 chiến đấu cơ cất cánh từ hạm đội 7 của Mỹ. Kế hoạch mục tiêu đã được mở rộng. Ngoài nhiệm vụ tấn công các cơ sở xung quanh Điện Biên Phủ, không quân Mỹ oanh tạc trên khắp Đông Dương, từ đó làm suy yếu ý chí chiến đấu của Việt Minh. Kế hoạch mang tên Chiến dịch Kền Kền, các tướng lĩnh quân sự Hoa Kỳ đã đề cập tới khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được thực hiện bằng máy bay B-29, B-36 và B-47. Thưa quý vị, là các quan chức diều hâu trong lực lượng quân đội Hoa Kỳ đã khẳng định nếu dùng vũ khí hạt nhân sẽ quyết định được cục diện cuộc chiến kiểu như ở Nhật Bản. Và sau khi đạt được kết quả thỏa thuận toàn diện với Mỹ, Thủ tướng Pháp đã họp để thảo luận hệ quả có thể có ở trên tất cả các mặt. Mặc dù Pháp cũng lo ngại phản ứng của Trung Quốc, nhưng cuối cùng tất cả vẫn chấp nhận cần thiết phải thực hiện chiến dịch Kền Kền. Kế hoạch tưởng chừng thuận buồm xuôi gió, Pháp khấp khởi vui mừng vì sẽ được cứu. Nhưng kế hoạch đã bị vấp phải một số phản đối gay gắt từ các thành viên trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ngay sau đó, Đô đốc Hải quân chỉ huy chiến dịch Kền Kền đã gửi một bản báo cáo đến cho Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Bản báo cáo này không hề nhắc đến chiến dịch Kền Kền. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ tham mưu trưởng các lực lượng, trong đó tham mưu trưởng lục quân là phản đối kịch liệt nhất. Lý do vị tham mưu trưởng lục quân đưa ra đó là thực tế trong chiến tranh của Triều Tiên, chỉ riêng lực lượng không quân và hải quân là không đủ, và lực lượng mặt đất yếu kém cũng không thể nào có được chiến thắng. Cần phải gửi lực lượng bộ binh đủ mạnh đến Đông Dương, và để giành được phần thắng, Mỹ cần phải chấp nhận con số thương vong lớn. Để chứng minh cho lập luận của mình là đúng, lục quân đã cử nhóm chuyên gia gồm các kỹ sư chuyên gia liên lạc, quân y và sĩ quan bộ binh giàu kinh nghiệm chiến đấu đi khảo sát mạng lưới đường bộ, đường sắt và đưa ra tính khả thi của việc vận chuyển tiếp tế. Tình hình thời tiết, lượng mưa cũng như các loại dịch bệnh cũng được nhóm nghiên cứu kỹ càng. Kết quả khảo sát trùng khớp với những gì mà tướng lục quân Mỹ đưa ra. Và viên tham mưu trưởng lục quân này đã gửi riêng một bản báo cáo cho Tổng thống Mỹ Eisenhower. Bản báo cáo này được cho là đã đóng góp vai trò quyết định để Tổng thống Mỹ cân nhắc. Mặc dù các tướng diều hâu Mỹ tìm mọi cách để chứng minh thuyết phục tính hiệu quả, nhưng chiến dịch này vẫn chưa được chuẩn y. Và sự kiện được cho là đánh dấu chấm hết cho chiến dịch Kền Kền diễn ra vào ngày 3 tháng 4, khi các tướng diều hâu đến gặp các nhà lãnh đạo quốc hội để trình bày. Khi lắng nghe chi tiết kế hoạch chiến dịch Kền Kền, các nhà lập pháp đều đồng loạt phản đối với lý do không muốn đẩy Mỹ vào cuộc xung đột khác kiểu như chiến tranh Triều Tiên. Thời điểm chiến dịch bị ngưng tại Mỹ thì tại Điện Biên Phủ, quân ta đã chiếm được 5 cứ điểm của Pháp. Khi đó Pháp đang chờ từng phút từng giây kế hoạch của Mỹ được triển khai. Pháp một lần nữa yêu cầu và van nài Mỹ thực hiện chiến dịch này ngay lập tức. Nếu không, quân Pháp sẽ thất bại thảm hại. Và vào ngày 7 tháng 4 thì Tổng thống Mỹ cực kỳ khôn ngoan khi chính thức tuyên bố Mỹ chỉ can thiệp vào Điện Biên Phủ khi có cả quân đội của Anh. Các tướng diều hâu Mỹ lại tích cực sang Anh để vận động Thủ tướng Churchill. Tuy nhiên, Anh đã không đồng ý. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ không dùng bom nguyên tử để chống lại người châu Á lần thứ hai. Theo VTV, nếu Mỹ thực hiện chiến dịch Kền Kền sẽ gây khó khăn lớn, thương vong nhiều hơn cho quân đội và nhân dân Việt Nam, nhưng chắc chắn quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ cũng sẽ phải thất bại, bởi khi đó lực lượng quân ta và quân Pháp đã đan xen sát nhau. Không quân Mỹ không thể ném bom vào các khu vực đang giao tranh, mặt khác địa hình rừng núi hiểm trở sẽ là nơi che chở cho lực lượng của quân ta. Vùng rừng núi Tây Bắc còn hiểm trở hơn rất nhiều đường Trường Sơn. Sau này Mỹ trực tiếp tham chiến, dùng cả pháo đài bay B-52 để hủy diệt, cũng đã không chặn nổi con đường huyết mạch chi viện cho miền Nam. Tóm lại là mọi tính toán của quân Pháp rồi đến quân Mỹ
đều rất khoa học, rất nhiều căn cứ thực tế. Nhưng một thứ mà cả Pháp và Mỹ không đo đếm được, đó là bản lĩnh trí tuệ, lòng yêu nước, sự đấu tranh quật cường của nhân dân Việt Nam. Điện Biên Phủ là đòn gậy ông đập lưng ông. Sự đen đủi và thất bại của quân Pháp ở Điện Biên Phủ đã di chuyển sang quân Mỹ khi thực hiện chiến dịch hủy diệt Hà Nội, đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Mỹ hai lần thất bại với cái tên Điện Biên Phủ. Chúng ta thật tự hào về thế hệ cha anh. Đất nước được độc lập, tự do, thống nhất, ổn định và phát triển như ngày hôm nay là nhờ thế hệ vàng đi vào sử sách của Việt Nam. Đó chính là thế hệ Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái, kính chào quý vị khán giả của Việt TV.